Con gái chuyển giới của Angelina Jolie bỏ nhà đi không muốn sống với mẹ, lý do gây ngỡ ngàng. Ở độ tuổi 17, con gái từng có ý định chuyển giới của Angelina Jolie đã sớm bộc lộ được sự trưởng thành và tự lập đáng nể. Tuy nhiên, cũng chính vì sự mạnh mẽ này của con gái đã khiến nữ minh tinh phải rơi lệ. CeeLo, con gái ruột đầu lòng giữa nữ diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt, trải qua những sự thay đổi đặc biệt khi bước sang tuổi 17. Theo thông tin giới truyền thông có được, CeeLo giờ đây không còn là cô bé nhút nhát như trước. Con gái của Angelina Jolie đang phát triển nhiều tài năng và còn thể hiện khao khát được đi khám phá thế giới. Điều đáng nói là CeeLo quyết tâm lên kế hoạch chuyển tới một thành phố khác để có thể thực hiện những ước mơ của mình. Một nguồn tin gần gũi tiết lộ, cô bé dứt khoát muốn tự mình kiếm tiền, mua quần áo ở cửa hàng cổ điển và có bạn bè ở tất cả các tầng lớp xã hội. CeeLo đã trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Nguồn tin trên cho biết thêm con gái Angelina Jolie không muốn chung sống cùng mẹ hay dựa dẫm vào người mẹ nổi tiếng của mình nữa. Cô bé sẽ dọn đến nơi khác và tự dựa vào sức mình. Cuối cùng CeeLo muốn sống ở New York, như vậy cô bé có thể gần hơn với những đất nước như Ý hay Tây Ban Nha. Việc con gái cưng bất ngờ trưởng thành và tự lập đã khiến Angelina Jolie rơi lệ, cùng một phần hạnh phúc vì CeeLo ngày càng phát triển độc lập tự tin. Tuy nhiên, việc CeeLo thích sống ở nơi khác khiến người mẹ như cô không khỏi buồn. Trước đó, khi Matt Dodge sang Hàn học đại học, Sahara theo học cao đẳng cũng lấy đi nhiều nước mắt của Angelina Jolie. Ngoài làm các công việc để có tài chính, CeeLo còn bắt đầu hứng thú chuyện hẹn hò. Cô bé đang bước vào giai đoạn yêu đương, tìm hiểu. Tuy nhiên, vì chứng kiến vụ ly hôn cay đắng của bố mẹ ruột mà con gái của Angelina Jolie tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Nguồn tin trên cho biết cô bé đang hẹn hò, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức về chuyện bố mẹ ly hôn cay đắng ở khắp các mặt báo, cô bé muốn giữ kín cuộc sống cá nhân. Trước đó, trên mạng cũng xuất hiện thông tin CeeLo hứng thú với chuyện hẹn hò, nhưng những người thay đổi cô bé phải được sự gật đầu đồng ý từ phía Angelina Jolie. Trên thực tế thì thời gian qua CeeLo ít lộ diện trước công chúng, cô bé đã quyết tâm cạo đầu sau thời gian nuôi tóc dài để ủng hộ cho một hoạt động vì phụ nữ. Được biết CeeLo làm nhiều công việc để tự kiếm tiền, người ta cũng không còn thấy cô bé tham gia luyện tập vũ đạo như trước. Người hâm mộ hy vọng CeeLo sẽ tìm thấy niềm vui trong những lĩnh vực mà cô bé đam mê. Họ cũng mong CeeLo có được sự riêng tư phát triển một cách lành mạnh nhất. Angelina Jolie có 6 người con, trong đó CeeLo và Vivienne là hai con gái ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt. Khi còn nhỏ, hai ái nữ nhà Angelina Jolie từng tham gia các bộ phim của Hollywood. Vivienne góp mặt trong Maleficent của Disney với Angelina, CeeLo đóng chung với cha trong The Curious Case of Benjamin Watson và Kung Fu Panda 3. Trước đây, CeeLo cắt tóc ngắn và mặc đồ con trai thay đổi hình tượng tomboy. Con gái của Angelina thường diện trang phục như áo polo, blazer, quần short hoặc quần tây. Cô bé thường được cha mẹ khuyến khích hoặc theo cách bản thân muốn. Tuy nhiên, khi lớn lên, CeeLo thay đổi phong cách nữ tính. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra dung mạo cô bé có nhiều nét giống người mẹ nổi tiếng. CeeLo sinh vào tháng 5 năm 2006 tại Swakopmund ở Namibia. Đây là mảnh đất gắn bó với minh tinh Angelina Jolie. Cô từng quay bộ phim Beyond Border tại quốc gia châu Phi này. Ngoài ra, tên của CeeLo cũng có ý nghĩa đặc biệt với minh tinh Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair, nữ diễn viên cho biết đó là cái tên mà cha mẹ tôi dự định đặt cho con đầu lòng của họ, CeeLo Patrick. Tuy nhiên, mọi thứ đã xảy ra theo hướng không mong muốn. Tôi đã lấy tên này để đặt cho con gái đầu lòng của mình. Theo giới truyền thông quốc tế, ít có con gái người nổi tiếng nào hấp dẫn như CeeLo, từ vẻ đẹp, sự thay đổi ngoạn mục của ngoại hình và nhất là tiềm năng lớn trong giới nghệ thuật. Thời trang giúp cô bé trở thành một trong những biểu tượng mới của showbiz trong nhiều năm tới. Sau màn lột xác trên thảm đỏ của ái nữ nhà Jolie, cô bé là cái tên hàng đầu được giới thời trang để mắt và bắt đầu muốn liên hệ để được cộng tác cùng với vai trò người mẫu. Các công ty quản lý model hàng đầu cũng muốn được cái đồng ý từ CeeLo, nhưng hiện tại cả cô nàng và mẹ không vội vàng mà cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.